Ngày nay, việc sử dụng điện thoại dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong xã hội. Chính vì thế, việc phát triển những ứng dụng số dùng cho điện thoại di động đang trở thành một hướng đi mới của rất nhiều doanh nghiệp trong nước. Hiện những doanh nghiệp hàng đầu đang cung cấp dịch vụ nội dung số là VTC với hàng loạt dịch vụ tin nhắn, đặc biệt là dịch vụ độc nhất Mobile TV, xem các chương trình của đài truyền hình kỹ thuật số trên điện thoại di động. FPT với dịch vụ VTalk vừa cho ra mắt phiên bản beta. Đây là một ứng dụng chat và tìm đường, dùng cho điện thoại di động thông qua kết nối GPRS hoặc Wi-Fi. Công ty VASC với trung tâm nhạc chuông nhạc chờ, còn rất nhiều công ty nhỏ khác cũng bung ra khai thác thị trường sôi động này. Theo con số thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến hết tháng 5 năm 2008, tổng số thuê bao di động của cả nước đã đạt xấp xỉ 50 triệu. Phần lớn người sử dụng trong số 50 triệu thuê bao đó là giới trẻ, thế hệ mà cái mới, lạ luôn được ưu tiên hàng đầu. Đây cũng chính là mảnh đất màu mỡ để các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài khai thác. Tuy còn khá mới mẻ, nhưng nhiều doanh nghiệp trong nước đã nhanh chân nắm bắt nhu cầu của người dùng trong lĩnh vực cung cấp nội dung số. Ngoài những ứng dụng quen thuộc như tải nhạc chuông, hình nền, cung cấp các thông tin đời sống, xã hội, thể thao thông qua một tổng đài tin nhắn, các doanh nghiệp còn ra sức phát triển những ứng dụng mới dành cho điện thoại di động nhằm đáp ứng được thị trường. Nếu như cách đây vài năm, thị trường cung cấp thiết bị đầu cuối tức là điện thoại di động còn hấp dẫn với doanh thu khổng lồ cho mỗi nhà cung cấp chính, thì hiện tại, nội dung số đang được coi là hướng phát triển mới.